đã có những tài khoản Facebook giả mạo giao bán. Gần đây, hàng tá tài khoản Facebook và Instagram đã bắt đầu giao bán tiền ảo Libra mặc dù nó còn chưa chính thức được thông qua. Theo tờ Washington Post, Facebook tiếp tục gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều tài khoản giả mạo giao bán tiền ảo Libra trên các nền tảng mạng xã hội của họ. Libra vẫn chưa được chính thức cho ra mắt, nhưng hàng loạt tài khoản, nhóm và trang trên Facebook và Instagram đã bắt đầu giao bán. Facebook công bố tiền ảo Libra từ tháng trước Libra sẽ được quản lý bởi một cơ quan có tên Hội đồng Libra và qua dịch vụ ví điện tử Calibra. Facebook đang hợp tác cùng 27 đối tác khác bao gồm PayPal, Visa, Uber, Coinbase, Lyft, Mastercard, Vodafone, eBay và Spotify. Họ cũng đang nhắm tới có 100 thành viên trong hội đồng Libra vào năm 2020. Libra được tạo ra để mua hàng online, chuyển tiền xuyên quốc gia và quyên góp tiền đại diện facebook nói rằng họ đang cố gắng xóa bỏ những quảng cáo và tài khoản giả mạo vi phạm điều luật ngay khi bị phát hiện đồng thời facebook cũng liên tục phát triển khả năng phát hiện những hành động lừa đảo trên các nền tảng của họ sau khi vụ việc trên xảy ra trong khi đó người đại diện của dự án libra chưa có phát biểu gì về vấn đề này